Rồi không làm mất thời gian cô chú anh chị, con xin phép vô cây mã số 1 là một cây tứ quý tàng ha. Cây này con hạo cái ha cô chú anh chị, con cũng có thước dài nữa, chiều cao tầm 2m, tán ngang tầm 2m rưỡi của chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, con xem một vòng cho cô anh chị mình xem ha. Cái này phơm tàng lớn là lực cho chú anh chị. Dạ, tàn tròn do như trái banh luôn ha cô chú anh chị. Giá nói chung á là cực kỳ hữu nghị ha. Hôm nay con giao lưu, cái này là một cặp ha cô chú anh chị, cặp tứ quý tàng ha. Dạ. Cái này một cốt nha cô chú anh chị. Dạ. Nhớt ngọn chắc cũng cỡ khoảng 6-7 ha cô chú anh chị. Dạ, ngọn nhỏ xíu luôn á. Dạ. Cái nồi đế ha, cái nồi đế là giống như mai sắp đế vậy ha cô chú anh chị. Cứng ngắt luôn ha. Này còn đế nữa mà tại vì cây tàng con không khai thác đế nhiều ha, còn ở dưới một lớp nữa ha cô chú anh chị. Không có trống nhất tế nào luôn. Dạ. Chung bây giờ tứ quý cũng cạn rồi cô chú anh chị ơi. Mình săn được cây đẹp mà giá nói chung cũng chuẩn cho Zalo của chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Con đo vành nghe này là được 40 ha cô chú anh chị. Dạ, 40. Dạ. Rồi chạc xuống cụ rễ này con đo cô chú anh chị mình tham khảo thôi là được là 44 ha. Rồi con ba cô chú anh chị là 40 chuẩn luôn. Dạ, cái cụ đế đặt của tổng nồi đế của cây đi là được khoảng là 170 hay gì? Dạ. Đó ha. Đế đều không có trống nhất nè. Đế đều cứng ngắt luôn ha cô chú anh chị. Dễ nó gói gói này giống ha. Cây này một cốt giót nở hậu luôn ha. Dạ, một cốt giót nở hậu luôn. Cây ngoài cực kỳ đẹp ha. Rồi, con đo đường kính bầu còn báo giá luôn nha. Dạ, đường kính bầu hiện tại luôn là được là 83. Dạ. Rồi đo một cốt cành đây đi. Cốt cành bên đây là có cành là được là 16 nè chị ơi, 17 em tính 16 đi ha. Em đo thoát thằng em luôn ha. Cái này thoát thằng nhìn nó cũng hợp lý với phong tàn nha cô chú. Rồi thoát thằng là được 17 cm. Dạ. Dạ, cây mã số 1 em giao lưu là một cặp luôn đi cô chú anh chị ơi. Em quay thêm một cây nữa rồi sẵn em báo giá luôn ha. Dạ. Tại vì cái phom này em cho một cặp nó mới đẹp, giá luôn hữu nghị à. Rồi, tiếp theo cây bên đây ha. Rồi, cây này có chiều cao là tầm khoảng 2m rưỡi, tán ngang cũng tầm 2m rưỡi, 3m luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Xương cạnh thì dày đặc khỏi chê luôn. Cái tàn nó đều tròn, không có dốc, không có lép bên nào luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ, chung cặp tứ quý này lên chậu là đẳng cấp luôn ha. Một cốt cây này dốc ngọn nha cô chú anh chị. Một cốt. Đế này cũng như sắp đế. Dạ. Hai cây này hôm nay là đế rất là đẹp ha, giống như sắp vậy ha cô chú anh chị, trải bài bài ra luôn. Đế bài mình để đều không có trống luôn. Dạ. À, cực kỳ đẹp ha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép vô thông số ha. Cái này cũng có nở hậu nữa. Dạ. Đây, hoành thân là 42 luôn ha cô chú anh chị. Dạ, 42. Rồi, là ngay eo luôn ha. Hai cây này cũng giống như là y chang nhau của chú anh chị ơi. Đường kính bầu là được 80 ha. Bằng cây kia. Thoát thân là được là 28. Dạ. Rồi tay dưới đây có một tay chi bự ra là được 22. Rồi còn tay chi đây là tay chi nhỏ là trung bình đi, được 15. Rồi phơm tàn là một cốt giót. Xương rất là đều mịn ha cô chú anh chị. Này có một cặp tứ quý zin mà để trước cửa nhà chân, nói chung là cực kỳ đẹp ha. Đó, em xây một vòng của chú anh chị mình xem ha. Phơm tàn đào luôn đó chú anh chị. Dạ, một cặp mà để hai bên trước cổng nhà mình là quá ok luôn nha cô chú. Dạ. Xương chi cầm thì đóng đều hết trơn nha cô chú. Dạ. Rồi, bây giờ cái cặp tứ quý mã số 1 là cặp tứ quý này con giao lưu của chú anh chị gần xa giá là 48 triệu. Dạ. Con bao ship là 200 cây số.